Như Lê này, với 1.000 đồng thì hiện nay thì bạn có thể mua được những gì? À, có lẽ đây là một câu hỏi hơi khó. Tôi nghĩ là 1.000 đồng thì cũng không biết là có thể mua được cái gì. Thế nhưng tại các cái vườn chanh dây hiện nay thì 1.000 đồng thì người ta có thể mua được hẳn 1 kg chanh dây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với các chủ vườn thì có thể tự tính thì một người bình quân có thể hái được khoảng 2 tạ chanh dây, mà bán được thì với giá 1.000 đồng thì bán được khoảng 200.000 đồng, trong khi đó thì công hái của người lao động đã ở mức trên 300.000 đồng. Như vậy thì người nông dân họ sẽ như thế nào trước cái thực trạng này? Ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT ngay sau đây. Gia đình tôi mới hái hôm qua là 1 tấn, bán được có 1.000 một ký, nên bây giờ không đủ tiền thuê công, cho nên là vậy gia đình giờ cũng bỏ đi thôi, chứ giờ cũng không 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 đủ sức để chăm, mà không có công mà hái nữa. Ở trên địa bàn xã thì cái giá chanh dây nói chung là nó tụt giảm rất là sâu. Giá như vừa rồi là có thể xuống đến 1.000 một ký chanh chanh thường, thì như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống của bà con nhân dân trồng chanh dây, và chi phí cho chanh dây thì thuốc và phân và các loại thì nó rất là nhiều. Tuy nhiên là với cái giá như vậy thì người dân trồng chanh dây là bị lỗ, và hiện tại thì phá bỏ rất là nhiều. Chanh dây là một trong những loại sản phẩm trái cây được nhập khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023, giá chanh dây có lúc vượt lên mức 30.000 đồng một kg. Người dân đã ồ ạt trồng chanh dây và bây giờ là 1.000 đồng trên 1 kg.